Cái nặng lắm mà cả kênh một cái anh cô. Từ đầu đi. Đây đâu nó phải có cái móc này. Móc móc hót tột ở trên nó dưới thì thôi gì phải cần. Nó căng ra nó sẽ đứng được. Con ghe cứ buộc thật chặt đi đã, xong rồi kéo đằng này. Đi đứng thì vẫn là vẫn như cũ, là vẫn có tảng, có bản chúc đưa phục cho cô giá xong cái thì ta quay lại là lên tiếp lên trên kia nhá. Thế hôm nay vào đây để hỏi các ông. Vâng. Mới lên đây để thầy 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 thế thì bảo ông điện ra một đây chú. Những người thảo thì vẫn đến quá, không có đi đổ.
đây là sông Hàn Phan đứng đi, chú đi từ, chú đã bảo đi cái đi nhá. Từ từ nhá, từ từ đi nhá.
tôi đứng ở đây nha, vị trí ở đây nhé.